Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ. Khai mạc phiên chợ lớn nhất ở huyện miền núi Con Cuông. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, các đại biểu Quốc hội khóa 14 gồm các đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng đoàn phụ trách đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư huyện ủy Nghĩa Đàn, Mong Văn Tình, cán bộ huyện đoàn Quế Phong có cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Nhiều ý kiến kiến nghị cử tri nêu đã được các đại biểu Quốc hội trực tiếp trả lời và tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền. Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn đã ghi nhận 9 lượt ý kiến với 25 vấn đề cụ thể liên quan đến nhiều lĩnh vực. Theo đó, cử tri ở xã Nghĩa Lợi bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường như đề xuất không xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi gần khu vực dân cư, ô nhiễm nguồn nước vân vân. Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ nhà ở cho người có công theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng vân vân. Chiều cùng ngày, tiếp xúc cử tri huyện Tân Kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh trên nhiều lĩnh vực như đề nghị nhà nước tiếp tục khuyến khích người dân và chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã nghỉ hưu, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát việc cấp thuốc khám bệnh theo bảo hiểm y tế, v.v. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp thu giải trình, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Đàn và Tân Kỳ, đồng thời tổng hợp kiến nghị gửi đến tỉnh Nghệ An và bộ ban ngành chính phủ Quốc hội thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, Trường Chính trị tỉnh vừa khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B71-B11 khóa học 2020-2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Tham dự khai giảng có Phó giáo sư tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ đào tạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Lớp học có 60 học viên. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thông tin cập nhật mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, v.v. Qua đó giúp các học viên củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, vững tin vào đường lối cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo cơ cấu, số lượng, đặc biệt quan tâm về chất lượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp học, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian đào tạo để giảng viên và học viên hoàn thành nội dung, chương trình, mục tiêu của khóa học đề ra. Đối với các học viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ sáng tạo trong học tập, chủ động tích cực, gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm vận dụng những kiến thức học tập vào thực tiễn công tác. Một sự kiện rất vui vừa diễn ra tại huyện miền núi Con Cuông, đó là lễ khai mạc chợ phiên Mường Chon Bình Chuẩn Con Cuông lần thứ nhất năm 2020. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông tổ chức với sự tham gia của các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Bình Chuẩn và các xã lân cận, thu hút gần 2.000 du khách thập phương. Chợ phiên hội tụ 40 gian hàng, ngoài các mặt hàng phổ thông, phiên chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm bản địa như thổ cẩm của người Thái và một số mặt hàng nông sản của người dân làm ra. Việc mở chợ phiên góp phần làm sống dậy một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Thái ở huyện vùng cao này, qua đó tạo nơi giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó của các dân tộc, gìn giữ, bảo tồn, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đến với du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.